quả thứ hai là mâm trầu cao, cái quả trầu cao á, cái quả thứ ba là quả trái cây, và bốn quả thứ bánh ba trái cây nhà và cái thứ bánh và một cái quả là tra cây phục cho cô dâu, là nói chung là tính cũng chẳng ngang hơn. Thì mọi việc ở đây bây giờ em muốn đi nhà anh dùng cúng gia tiên dùng em để dễ đâu em nói anh hai. Thôi bây giờ rồi tôi nói luôn cho nó gọn ha. Vậy bây giờ đó, hai chồng cháu đó trước mặt hai họ lưỡng tộc cho con dâu, bố mẹ cho con dâu cái gì hai đứa anh hai bỏ ra rồi tôi nói là tiếp luôn ha. Dâu á lại là duy trì 8 triệu để rồi vậy đây luôn ở đây phải thôi. Thì thôi giờ anh em mình vậy á, thì giờ trước kia nói cho tôi ổn cái nha, gần tết rồi đâu uống miếng đủ rồi cũng làm cái đủ rồi đúng mối này thôi. Rồi đây xin thay mặt chúng tôi nhờ mọi người gái chấp nhận cái lễ của mọi nhà trai đến có năm quả bánh quả trầu cao và lễ tính mừng quả cái áo à, áo dài áo có dài không biết nhau giữa đốm trăng tròn, mến nhau dưới biển mà trên non ơ vẫn đời
Bên nhà
mà xem trên đường làng đang rước dâu. Hai con rồng thêu che dù hồng xinh quá xinh. Đồng đưa tay gió lu hoa cao thấy trồng ngẩn ngơ. Dâu cùng chú về đi đầu, cả thân đều ngẩn ngơ. Bố trong dường như mắt cô dâu lệ rưng. Chắc quá vui khi đặt chân vô nhà đàn trai. Cùng vui
cũng hoài.